Trước hết thì xin mời anh Trung, anh có thể giúp trình bày sơ lược các cái điểm nhấn trong mô hình kinh doanh của Vinamilk để quý nhà đầu tư được cùng biết không ạ? Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Tôi rất là vui mừng để được chia sẻ về lịch sử hình thành phát triển của Vinamilk cũng như những lợi thế cạnh tranh mà chúng tôi đã xây dựng được trong trong thời gian qua. Tôi xin bắt đầu với những chia sẻ về cái quá trình hình thành. Tôi nghĩ là Vinamilk thì đối với tất cả các anh chị ở đây thì chúng ta đều biết Vinamilk kinh doanh sản phẩm gì. Tuy nhiên về lịch sử hình thành thì có thể một số anh chị cũng chưa nghiên cứu. Thì tôi xin tóm tắt là Vinamilk được thành lập vào năm 1976, tức là 47 năm trước. Lúc đó chúng tôi vẫn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, và trong quá trình cổ phần hóa thì đến nay cổ đông nhà nước cũng đã thoái bớt vốn và hiện vẫn đang là cổ đông lớn nhất với 36% tỷ lệ sở hữu. Trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại chúng tôi là doanh nghiệp và có giá trị vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Giá trị vốn hóa tại thời điểm hiện tại là xấp xỉ là 160.000 tỷ hoặc là khoảng tầm 7 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thương hiệu của chúng tôi cũng đã đạt mức 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 200 triệu đô so với năm 2022, và hiện tại chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần trong ngành sữa Việt Nam, với tổng đàn bò sữa khai thác lớn nhất cả nước lên tới 140.000 con. Chúng tôi cũng sở hữu hệ thống dây chuền sản xuất là 16 nhà máy, trong đó 14 nhà máy tại Việt Nam và 2 nhà máy nước ngoài. Và điều này cho phép chúng tôi duy trì danh mục sản phẩm 250 SKU, và chúng tôi cũng đã phát triển hệ thống phân phối của mình lên tới 200.000 điểm bán trên khắp Việt Nam, và đặc biệt là trong phạm vi toàn cầu chúng tôi cũng xếp hạng thứ 36 về doanh thu, và chúng tôi đang đặt mục tiêu sẽ tiến đến top 30 trong trong các năm tiếp theo. Về cơ cấu cổ đông của Vinamilk thì thứ nhất, chúng tôi không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, và có lẽ đây là yếu tố mà trong các năm vừa qua, dù hoạt động kinh doanh của Vinamilk có lúc tốt có lúc không tốt, nhưng cái mối quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với Vinamilk là luôn cao, bởi vì chúng tôi không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Các chị thấy trong cái đồ thị tròn thì tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên đến gần 55% tại thời điểm hiện tại, và giá trị cổ phiếu có tỷ lệ giá trị cổ phiếu tự do chuyển nhượng là khoảng 35%, tương đương với là 2,5 tỷ đô, và giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đạt 15 triệu đô la Mỹ. Và điều này cho thấy là cái thanh khoản cổ phiếu Vinamilk rất là cao, tất cả các nhà đầu tư dù lớn dù nhỏ đều có thể mua và bán hàng ngày với số lượng lớn. Về cấu trúc doanh nghiệp thì ngoài những công ty trong nước mà chúng tôi đang vận hành thì chúng tôi cũng có 5 đơn vị thành viên ở nước ngoài, trong đó là một đơn vị ở Mỹ và một đơn vị Campuchia. Hai đơn vị này chúng tôi sở hữu 100%, một liên doanh ở Philippines chúng tôi sở hữu 50%, và chúng tôi có công ty liên kết ở New Zealand chúng tôi sở hữu 17%, và tại Lào thì chúng tôi đang có kế hoạch là chuẩn bị đưa vào khai thác một trang trại rất là lớn, và chúng tôi sở hữu 87% của đơn vị tại Lào. Tại Việt Nam thì tôi xin điểm nhấn qua là ngoài những đơn vị trực thuộc Vinamilk, chúng tôi cũng có cổ phần 68% tại Vilico và tại Bò Sữa Mộc Châu, thì chúng tôi cũng có tỷ lệ sở hữu thông qua Vilico là 59% và trực tiếp sở hữu bởi Vinamilk là 9%, như các anh chị thấy trên trên slide. Tôi xin điểm qua các lợi thế cạnh tranh của Vinamilk có 4 lợi thế, và tôi xin bắt đầu với lại lợi thế về chuỗi giá trị mà chúng tôi đã tích hợp trong các năm qua. Như các anh chị thấy, từ thượng nguồn tới hạ nguồn thì chúng tôi sở hữu hệ thống trang trại, chúng tôi sở hữu các cơ sở sản xuất, và chúng tôi cũng quản lý kênh phân phối của mình rất là chặt chẽ, và tôi sẽ có phần trình bày chi tiết cho mỗi cái chuỗi giá trị của mình. Về vùng nguyên liệu thì có hai nguyên vật liệu chính mà chúng tôi sử dụng cho hoạt động kinh doanh của mình là sữa tươi nguyên liệu. Chúng tôi hoàn toàn tự chủ thông qua nguồn cung trong nước, có thể là từ trang trại của Vinamilk hoặc là thông qua các hợp đồng ký kết độc quyền với các hộ nông dân. Và đàn bò chúng tôi khai thác như đã chia sẻ trước đây là lên tới 140.000 con và chiếm đâu đó khoảng tầm 40% tổng lượng đàn bò tại Việt Nam. Và toàn bộ nguồn sữa tươi nguyên liệu trong nước là đủ để chúng tôi sản xuất các dòng sản phẩm sữa tươi 100%, như các anh chị thấy ở trên slide. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhập khẩu một số các nguyên liệu như các anh chị thấy, và các nguyên liệu này sẽ được sử dụng để sản xuất các dòng sản phẩm như sữa đặc, sữa công thức trẻ em, sữa công thức người lớn, sữa chua uống và sữa chua ăn.
Và với việc đầu tư vào công nghệ thì hiện tại là năng suất đàn bò sữa của Vinamilk đạt là gần 29 lít một con một ngày. Và con số này thực sự là rất là đáng khích lệ đối với một quốc gia vùng nhiệt đới như Vinamilk, tại vì tại các quốc gia như New Zealand thì tỷ lệ cái năng suất của họ cũng đạt được khoảng đâu đó khoảng 35 tới 40 lít một con một ngày. Như vậy là chúng tôi cũng không thua họ quá xa. Và để đạt được những con số này thì chúng tôi đã đầu tư rất tích cực vào công nghệ tại các trang trại của mình. Toàn bộ bò của Vinamilk thì đều được đeo những cái cảm biến để chúng tôi kiểm soát được nhiệt độ, những cái điều kiện cơ thể bất thường của bò thì chúng tôi có thể can thiệp giúp bò cảm thấy thoải mái hơn và có thể nói là hạnh phúc hơn. Và khi bò hạnh phúc hơn thì tỷ lệ và cái năng suất sữa cũng sẽ cao hơn. Như lúc nãy chúng tôi có chia sẻ là vấn đề môi trường là một vấn đề mà ban điều hành của công ty đặt trọng tâm để phát triển trong các năm qua. Và vừa rồi chúng tôi cũng đã giới thiệu mô hình Green Farm. Đây là một mô hình trang trại mới của Vinamilk đáp ứng nhiều hơn những cái tiêu chuẩn về ESG. Và chúng tôi cũng có một dòng sản phẩm sữa Green Farm được sản xuất trực tiếp từ cái nguồn nguyên liệu cung cấp từ các trang trại Green Farm. Và tăng trưởng của dòng sản phẩm Green Farm trong 6 tháng đầu năm là đạt hai chữ số, cao hơn so với các dòng sản phẩm sữa nước khác, thì có thể cho thấy đây là một cái nhu cầu tăng lên của người tiêu dùng đối với các sản phẩm xanh. Và chúng tôi cũng có cái báo cáo phát triển bền vững với rất nhiều cái thông tin về ESG mà nhà đầu tư có thể tìm đọc trên website của công ty. Chuyển sang về sản xuất thì chúng tôi sử dụng tất cả những công nghệ tiên tiến nhất và chúng tôi tự tin rằng nhà máy sữa của Vinamilk hiện đại không thua kém bất kỳ nhà máy sữa nào trên thế giới. Và những công nghệ này cho phép chúng tôi sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao nhất. Và trong quá trình hình thành phát triển 47 năm vừa qua thì chưa có một lần nào mà chúng tôi gặp bất kỳ sự cố đáng kể nào về chất lượng sữa của mình. Về kênh phân phối, chúng tôi cho rằng đây là một cái thế mạnh mà rất khó để các doanh nghiệp khác có thể copy. Chúng tôi có 4 kênh phân phối chủ lực, đó là kênh truyền thống, kênh hiện đại, kênh cửa hàng và kênh khách hàng đặc biệt. Trong đó kênh truyền thống vẫn là kênh phân phối lớn nhất, đóng góp phần lớn doanh thu nội địa của Vinamilk. Và chúng tôi làm việc trực tiếp với khoảng 200 nhà phân phối độc quyền, và chúng tôi có mặt tại 190.000 điểm bán lẻ, các cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống trên cả nước. Kênh hiện đại là một kênh đóng góp. Tuy nhiên trong các năm gần đây thì có tốc độ tăng trưởng tốt hơn bởi vì cái xu hướng là chuyển dịch mua sắm sang kênh hiện đại. Và Vinamilk chúng tôi đảm bảo duy trì hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác siêu thị cũng như cửa hàng tiện lợi để trong tương lai khi kênh hiện đại tiếp tục phát triển thì chúng tôi cũng sẽ song hành cùng với các đối tác này để gia tăng độ phủ phục vụ người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhận ra rằng nếu mà chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào đối tác phân phối thì điều này có thể dẫn đến những cái rủi ro về biên lợi nhuận trong tương lai. Vì vậy chúng tôi cũng đã sớm phát triển cái hệ thống cửa hàng giấc mơ sữa Việt của Vinamilk và hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm của sữa Mộc Châu. Hiện tại thì tính chung cả Vinamilk và Mộc Châu Milk thì chúng tôi có hơn 700 cửa hàng và quy mô này hoàn toàn không hề nhỏ. Hiện tại thì chúng tôi chỉ bán những sản phẩm thuần của Vinamilk. Và tương lai nếu chúng tôi phát triển thêm dòng sản phẩm mới thì không có thể là sữa, có thể không phải là sữa, thì chúng tôi đã có sẵn hệ thống hơn 700 cửa hàng để chúng tôi rất nhanh chóng đẩy những cái sản phẩm mới ra thị trường. Và chúng tôi cũng phát triển cái kênh thương mại điện tử. Kênh thương mại điện tử là kênh có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các năm vừa qua, mặc dù đóng góp vẫn còn nhỏ nhưng tăng trưởng rất đáng lưu ý. Và chúng tôi đang dần tích hợp kênh hiện đại, kênh thương mại điện tử với các cửa hàng vật lý của mình để có thể giúp cho người tiêu dùng thuận tiện hơn trong quá trình đặt sản phẩm, thanh toán cũng như là nhận sản phẩm từ từ các cửa hàng trực tuyến và các cửa hàng vật lý. Về cơ cấu sản phẩm chúng tôi hiện tại thì chúng tôi có 250 SKU trong danh mục sản phẩm của mình. Ngành hàng lớn nhất vẫn là ngành hàng sữa nước. Theo sau đó là các ngành hàng sữa chua, sữa công thức và sữa đặc. Và chúng tôi duy trì chính sách 3-0 như các anh chị thấy trên trên slide với các sản phẩm của mình để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Và một sự kiện gần đây chúng tôi cũng đã thực hiện và cũng đã được rất nhiều báo đài chia sẻ và chị Thủy cũng như chị Mỹ cũng đã chia sẻ là sự kiện tái định vị thương hiệu. Và thông qua sự kiện này chúng tôi đặt mục tiêu là nâng tầm nhận diện thương hiệu của Vinamilk để kết nối tốt hơn với nhóm khách hàng trẻ. Đây cũng là không chỉ là người mua mà còn là người tiêu dùng chính đối với các sản phẩm của Vinamilk. Và chúng tôi muốn tạo ra một cái nhận định mới về một Vinamilk có chất lượng, giá trị đẳng cấp quốc tế dành cho người tiêu dùng Việt. Và thông qua, và như các anh chị đã biết thì chúng tôi có một website để người tiêu dùng có thể
chỉnh avatar trên trang mạng xã hội của họ theo cái định dạng logo mới của Vinamilk, và thực sự rất vui khi rất nhiều người dùng internet của Việt Nam đã hưởng ứng, không chỉ người dùng mà cả các trang báo lớn. Và chúng tôi ước tính là cái lượt tương tác, cái lượt chia sẻ thảo luận về bộ nhận thương hiệu mới của Vinamilk đã giúp chúng tôi đạt được cái giá trị truyền thông lan truyền là khoảng 31 tỷ Việt Nam đồng. Và tôi cũng muốn nhân cơ hội này để chiếu lại một đoạn video ngắn điểm nhấn những cái nét chính trong cái bộ nhận diện thương hiệu mới của Vinamilk. Vâng, chuyển sang mảng kinh doanh quốc tế thì hiện tại mảng kinh doanh quốc tế đang đóng góp khoảng 15% tổng doanh thu hợp nhất của Vinamilk, mảng nội địa 85%. Và trong mảng kinh doanh quốc tế thì chúng tôi có hai khối là khối xuất khẩu trực tiếp và khối quản lý các chi nhánh nước ngoài. Xuất khẩu trực tiếp hiện đóng góp khoảng 9% doanh thu và các chi nhánh nước ngoài đóng góp phần phần còn lại. Về mảng xuất khẩu thì chúng tôi xuất khẩu thị trường chính là Trung Đông và Đông Nam Á. Đối với các chi nhánh nước ngoài thì chúng tôi có hai nhà máy ở Campuchia và Hoa Kỳ, và chúng tôi sở hữu 100%. Đặc biệt là tại Campuchia, hiện tại chúng tôi là đơn vị dẫn đầu thị trường sữa tại Campuchia, vì chúng tôi là đơn vị sở hữu hệ thống sản xuất và phân phối lớn nhất tại quốc gia này. Cơ hội cho Campuchia thì cho Ancomil còn rất là nhiều, bởi vì GDP của Campuchia vẫn đang tăng trưởng và chúng tôi vẫn còn rất nhiều sản phẩm ở Việt Nam mà chúng tôi chưa đưa sang thị trường này, cho nên đây sẽ là một cái động lực tăng trưởng cho mảng kinh doanh quốc tế của Vinamilk trong thời gian tiếp theo. Và một cái lợi thế cạnh tranh cuối cùng mà tôi muốn đề cập là về ban lãnh đạo, và chúng tôi cũng đã đề cập tới yếu tố này trước đây khi mà chị Thủy hỏi về vấn đề nhân hòa. Thì các anh chị có thể thấy trên màn hình là tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị cũng như ban điều hành đều có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nói chung và lĩnh vực sữa nói riêng, và bản thân Vinamilk cũng đã nhận được rất là nhiều giải thưởng liên quan đến quản trị doanh nghiệp, là một minh chứng cho cái thực hành quản trị doanh nghiệp tốt của công ty trong các năm vừa qua.